ba kỹ năng cần có khi mà bán và cho thuê. Bán và cho thuê. Ba kỹ năng cần có. Rồi trước khi bạn bán cái nhà của bạn, trước khi bạn bán cái mảnh đất của bạn, đấy, trước khi bạn cho thuê cái tài sản của bạn, cái đầu tiên bạn theo bạn, bạn có cần phải định giá lại không ạ? Có rất nhiều trường hợp sau khi mình bán xong rồi, người ta mua của mình 10 đồng, người ta lại bán ra 15 đồng luôn. Và mình cảm thấy rất là tiếc. Mình ôi dồi ôi sao mình bán rẻ thế nhỉ? Tức là trước khi bạn bán hoặc cho thuê tài sản, bạn đã không tiến hành một thao tác gì nhỉ? Định giá lại. Ví dụ đáng nhẽ, ví dụ bạn cho thuê nhà bạn 30 triệu, cho thuê xong bạn bảo bạn vì sao bạn mới biết là ôi trời, cũng cái nhà như của mình, người khác người ta cho thuê 45 triệu một tháng. Mình bị lệch mất 15 triệu một tháng. Một năm là mình thiệt hại mất 180 triệu rồi, 15 nhân 12 nhá. 15 triệu một tháng nhân với 12 tháng mình trượt mất 180 triệu chỉ vì mình không biết cái điều này. Định giá. Rồi. Sau đó một số người bán nhà mãi không được bởi vì họ không có một cái kỹ năng. Rồi marketing. Marketing cái tài sản của mình. Đấy. Thì cái này nhiều bạn phải học này, marketing. Riêng cái phần marketing này cũng phải học mất một buổi để bán nhà, nên tại sao bên Nick chúng tôi có rất nhiều kỷ lục các bạn bán nhà, bán đất rất nhanh. Một ngày là bán xong, kỷ lục nhất là chiều học tối bán xong. Thì đấy là kỷ lục nhất hiện nay, chắc là khó mà phá nổi luôn. Bán hàng. Sau khi khách đến xem rồi, nhưng mà họ cứ chần chừ, họ không ra quyết định là mua cái nhà của bạn, thuê cái nhà của bạn. Bạn cần kỹ năng gì nhỉ? Đúng rồi, cho sale bán hàng. Ok. Định giá, marketing và bán hàng là ba cái kỹ năng bạn cần sử dụng khi mà bạn bán hoặc cho thuê tài sản. Nên mình high five với người bên cạnh mà nói là định giá, marketing và bán hàng.